Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 12. Từ Hy cầm ngọn đèn dùng sức lay động, thân đèn cùng với bạch khí hiển hiện, khép lại quạt xếp, đang muốn mở miệng ra oai, đột nhiên nhìn thấy bốn phía đứng sừng sững 28 hư ảnh của tinh tú, sắc mặt đại biến, quay người lui về ngọn đèn. Mà lúc này hư ảnh của tinh tú đang nhắm mắt cùng nhau mở ra, ánh mắt thâm thúy như là vực sâu, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trong tay của Từ Hy. Sa Trần sững sờ, dường như có điều gì đang suy nghĩ. 28 tinh tú, giết! 28 cái hư ảnh bay lượn vây công hướng Từ Hy và Tô Cáp Xích. Từ Hy liều mạng lay động ngọn đèn, thân đèn cũng không ra, thân sắc không khỏi tức giận, một tay lấy ngọn đèn ném xuống đất, thò lợi chảo bé vụn những hư ảnh của tinh tú. Song uy lực của tinh thần đại trận vẫn cứ cuồn cuộn không dứt, chỉ cần trận pháp không phá, tinh thần thoáng hiện, 28 tinh tú lại hiện ra hư ảnh liên tục. Là quần ẩu thì sợ ai? Hỏa phù kiếm. Mao Tiểu Phương lấy ra linh phù dán lên trên kiếm gỗ đào, một vòng, một đạo hỏa hồng kiếm khí bắn thẳng vào sau lưng của Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích kêu lên thảm thiết, bị hơn 10 hư ảnh tinh tú cuồng ẩu ngã trên mặt đất thoi thóp. Sa Trần ánh mắt lộ ra vui mừng, mệnh lệnh cho hệ thống luyện hóa Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích đang nằm phát giác được nguy hiểm, đứng thẳng lên tránh luyện hóa lực. Còn kém một chút hỏa hồng. Sa Trần trầm thấp nỉ non, sư phụ giết chết Tô Cáp Xích trước. Hỏa phù kiếm. Một đạo hỏa phù kiếm khí đâm xuyên vào ngực Tô Cáp Xích, liệt hỏa kiếm khí bạo phát, toàn thân của hắn nóng rực, âm khí sôi trào, từng đợi hỏa diễm thấu thể mà ra, đem hắn đốt thành một cái người lửa. Sa Trần cũng không muốn Tô Cáp Xích bị đốt thành tro bụi, vội vàng để hệ thống luyện hóa Tô Cáp Xích. Luyện hóa thành công. Điểm năng lượng 1068. Công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết có thể thăng cấp. Hơn 1000 điểm năng lượng. Trong lòng Sa Trần cuồng hỉ, thầm than không hổ là luyện khí cửu trọng cương thi. Sau khi luyện hóa thu hoạch to lớn, là đến 800 điểm, chỉ ít có thể để cho tu vi của Sa Trần lại tăng thêm một cấp. Về khoảng cách lần đột phá luyện khí cương thi tứ trọng 2 ngày trước, hắn lại có thể đột phá, đơn giản là tiến cảnh thần tốc. Tiếp tục luyện hóa Từ Hy, nó không chừng có thể tăng 2 cấp, đột phá đến luyện khí lục trọng. Sa Trần đắc ý nghĩ. Tô Cáp Xích mặc dù là nô tài, nhưng trơ mắt nhìn nô tài tâm phúc chết thảm, Từ Hy cũng nổi giận, tóc tai bù xù, trên mặt bóng dáng giả yếu, làn da bắt đầu nhăn lại, tựa như là ác ma đến từ địa ngục. Quanh thân lục quang bùng phát, hư ảnh tinh tú trong nháy mắt tan thành mây khói. Không chờ bọn họ ngưng tụ, Từ Hy liền xông thẳng vào trong tinh đấu phục ma trận. Phòng ấn. Sa Trần giật mình, đem trận đại trận dung hợp trong cơ thể, pháp lực mãnh liệt bùng phát để gia cố trận pháp. Song Từ Hy rất mạnh, màn phong ấn màu sáng trắng lập tức vẻn vẹn bị ngưng trệ, dường như bị một thanh kiếm lợi sắc phá vỡ,
lợi chảo chụp tới Sa Trần. Trái tim của Sa Trần đập mạnh. Sa Trần quát lên: "Hệ thống, thăng cấp công pháp." Chương 64 kết thúc. Lập tức, ở sau đầu của Sa Trần sáng rực lên vòng sáng ngũ trọng. Pháp lực trong cơ thể khôi phục tăng vọt, tuôn ra. Uy lực của trận pháp lại tăng lên mạnh mẽ. Màn sáng màu trắng dường như biến thành thực chất, làm cho tốc độ của Tử Hy chậm lại, nhưng vẫn chụp tới Sa Trần. Hỏa phù kiếm! Mao Tiểu Phương không cho nàng cơ hội. Từng đạo kiếm khí đỏ rực bay ra. Tử Hy muốn tránh, đáng tiếc là hành động bị chậm chạp, căn bản là trốn không thoát. Kiếm khí nhập thể, làn da đỏ rực lên kêu thảm không dứt. Liên tục tiếp nhận ba đạo kiếm khí, khí tức của Từ Hy bắt đầu uể oải, hành động cũng dần dần chậm chạp lại. 28 tinh tú. Thừa thắng truy giặc, Sa Trần thúc giục 28 tinh tú cùng vây công Từ Hy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Từ Hy bại cục đã định. Điều lo lắng duy nhất chính là bao giờ nàng chết. Đạo hỏa phù kiếm này của Mao Tiểu Phương đánh lên người Tử Hy, trở thành một cây áp đảo cuối cùng, trẻ đôi cọng rơm. Tử Hy bị hư ảnh tinh tú đánh bay, ngã trên mặt đất không đứng lên nổi. Sa Trần hơi chuyển động, nghĩ một chút, luyện hóa chi lực bắt đầu bao phủ tới Tử Hy. Thế nhưng dường như Tử Hy biết khó tránh khỏi chết, hồi quang phản chiếu, nhìn mặt mũi hà mễ đầy chờ đợi. Hoàng thượng, có thể gọi ta một tiếng nãi nãi? Sa Trần dừng lại, không có luyện hóa Tử Hy ngay. Tạ ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, ta chỉ muốn ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chết không tiếc nuối. Sa Trần nói. Tử Hy gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Hà Mễ. Hà Mễ giật nảy mình, co lại sau lưng của Hắc Mân Côi. Hắc Mân Côi cảnh giác. Hà Mễ, không phải tôn tử của ngươi. Nói bậy. Hoàng thượng ở trên người có hoàng quang, là người trên vạn người, thế gian trừ hoàng đế ai có thể có tôn vinh này. Từ Hy kích động trách mắng. Hoàng quang? Hắc Mân Côi kéo Hà Mễ dò xét, thầm nói: Hoàng quang nào có hoàng quang, vì sao ta không nhìn thấy? Hay người tiểu tử thú này có phải đã đem hoàng quang thu lại hay không, mau thả ra cho ta xem. Côi tỷ, ta làm sao mà phát sáng được? Hà Mễ bất đắc dĩ nói: Truyền thuyết, vong linh có thể nhìn thấy thứ mà mắt thường không thấy được. Nói không chừng tiền kiếp của Hà Mễ thật sự là hoàng thượng. Nhưng Hà Mễ bây giờ không phải là cháu của ngươi. Tuyên thống hoàng đế đã thoái vị, đồng thời bị đuổi ra khỏi Tử Câm Thành. Hiện nay ở Thiên Tân, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Ma Tiểu Phương nói với Tử Hy. Tử Hy tin Ma Tiểu Phương không lừa mình, không khỏi vẻ mặt xa xút, tựa như đã kết thúc được tâm nguyện cuối cùng. Động thủ đi, ta nghịch chuyển âm dương, hóa thành cương thi hại người, tạo ra tội nghiệp vô biên, nhân quả báo ứng, tần hoàn khó chịu, tội đáng vạn chết. Liệm tình ngươi, lương tâm còn chưa mất, còn có thân tình ràng buộc. Nếu như có gì chưa làm thành di nguyện, đủ khả năng ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Sa Trần nói. Ta muốn nghe Tôn Nhi gọi ta một tiếng nãi nãi. Thật có lỗi, phế đế có trọng binh trông coi, ta không có khả năng cứu hắn. Sa Trần lắc đầu, quả quyết tự cự tuyệt. Hắn muốn luyện hóa Tử Hy, cũng muốn hoàn toàn kết thúc những ân oán nhân quả vừa rồi, đáp ứng tâm nguyện của nàng. Để có thể cứu ra phế đế, cái này khó như lên trời. Sa Trần cũng không muốn mua dây buộc mình. Nãi nãi. Lúc này Hà Mễ tránh khỏi tay Hắc Mân Côi, hô lên một tiếng. Tử Hy nghe được câu này, toàn thân chấn động không dám nhìn. Chỉ nghe Hà Mễ nói: Ta không phải là tôn nhi của ngươi, cũng không phải là hoàng đế, ta là Hà Mễ, là cô nhi mà cô tỷ nuôi lớn. Người bắt ta không giết ta, đợi ta rất tốt. Một tiếng nãi nãi này ta xem như là thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của người. Nếu như có thể nói, ta cũng muốn có một nãi nãi giống như người. Tốt, tốt, Tôn Nhi, tâm nguyện của ta đã hoàn thành, người động thủ đi. Sa Trần gật đầu, 28 tinh tú ùa lên,
Đương nhiên đây cũng chỉ là ngụy trang. Sát chiêu chân chính chính là lực luyện hóa của hệ thống. Từ khi không phản kháng, hệ thống thuận lợi luyện hóa. Vậy là kết thúc. Nhìn qua mặt đất trống không, mọi người thần thái mờ mịt, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cường thì tấn công Cam Điển Trấn, rốt cuộc dưới sự hợp lực của quần chúng đã tiêu diệt. Kiếp nạn của Cam Điển Trấn trải qua. Chỉ là năm nay Cam Điển Trấn phát sinh sự tình quá nhiều, khả năng cần rất nhiều thời gian mới khôi phục được nguyên khí. Sa Trần thu hồi trận pháp, thu hồi lại lên đăng. Trận đấu đã hoàn toàn kết thúc. Sa Trần thu hồi lại công pháp, hướng về phía Mao Tiểu Phương đi tới. Sư phụ, Tử Hy đã chết, con vi phạm sư mệnh tự tiện xông vào mộ huyệt. Người muốn đánh, muốn làm gì con cũng được. Hay, ta đánh người thì ta làm sao đánh được? Mao Tiểu Phương hỏi lại. Sa Trần sững sờ, sau đó thở phào. Mao Tiểu Phương nói rất có thâm ý. Một mặt là không truy cứu lỗ mãng của Sa Trần, một mặt khác là công nhận thực lực của hắn. Đánh không lại chỉ là nói đùa. Đi về Phục Hy đường đi. Khoan đã, ngọn đèn của Từ Hy còn không thấy. Sa Trần liếc nhìn bốn phía, không phát hiện thấy ngọn đèn, cũng không thấy Hắc Mân Côi và Hà Mễ. Trong lòng hiểu rõ, quả nhiên Hắc Mân Côi là đã trộm đi. Thở dịp mọi người không chú ý, thận tay xách ngọn đèn. Ngọn đèn này Sa Trần nhất định phải có được, làm sao lại để cho Hắc Mân Côi nhúng chàm. Con mắt của Sa Trần nhất chuyển, đột nhiên nói: Sư phụ, các người về trước, con đi một chút. Ai, người đó cứt ngựa nước tiểu nhiều, đi thôi. Ma Tiểu Phương khoát khoát tay, khóe miệng của Sa Trần giãn ra. Dưới ý cười của Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ, tiến vào bên trong rừng cây. Sa Trần thả ra con chim sơn ca, truy theo dấu vết của Hắc Mân Côi và Hà Mễ. Nữ nhân này rất giàu hoạt, cũng không hề rời đi bao xa, trốn ở một nơi vắng vẻ phụ cận, triệu hoán ra thần đèn. Đi ra mau, ra đây. Người có tin ta đập ngọn đèn hay không? Thần đèn đã ra. Thần đèn, ta van cầu người mau ra đây, cho ta 10 thùng, à không, 100 dương hoàng kim. Nếu như người thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta cả ngày lẫn đêm cung phụng người, ta van xin người mau ra đây. Cô tỷ, như thế này là vô dụng. Vậy phải làm sao? Phải dùng sức giao đó, Từ Hy là làm như vậy. Hà Mễ, người thật thông minh, làm sao ta không nghĩ tới. Có âm thanh yếu ớt chuyển đến. Hắc Mân Côi đứng dậy, hai tấm linh phủ đã dán lên đầu vai của hai người. Hắc Mân Côi ngã bạch xuống đất. Sa Trần chậm rãi đi tới, xoay người nhặt ngọn đèn, giở khóc giở cười. Mân Côi cô nương, người nói trộm đồ của ai không tốt, hết lần này đến lần khác lại trộm chiến lợi phẩm của ta. Lúc này lại chịu đau khổ một chút đi. Đêm nay các ngươi ở chỗ này ngủ một đêm. Sau khi đêm xuống trời sáng, trời cao khí sảng, trời làm chăn đất làm giường, ta thật hâm mộ hai người đó. Cầm ngọn đèn, Sa Trần cười một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Trở lại Phục Hy đường, Sa Trần cũng không có lòng dạ nghiên cứu ngọn đèn. Đấu pháp với cương thi lâu như vậy, tình trạng kiệt sức, trước hết nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao ngọn đèn cũng đã cầm ở trong tay, còn nhiều thời gian. Ngày hôm sau, hừng đông, ở bên ngoài Cam Điển Trấn, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Sa Trần và Tống Tử Long cùng đông đảo thôn dân đến đây tiễn Lê Sư Trưởng. Chiến trận rất lớn, không biết thì còn tưởng rằng là Tổng thống đích thân tới. Đối với vị Lê Sư Trưởng này, Sa Trần bây giờ cũng không có quá thiện cảm, cũng không muốn kết thù oán, giả tình giả ý nói vài câu tiễn biệt, sau đó lui về sau lưng của Mao Tiểu Phương. Mao đạo trưởng, cảm tạ sự giúp đỡ của ông. Lê Sư Trưởng, đây là việc ta phải làm mà. Mao đạo trưởng có đức độ, Lê mẫu bội phục. Cam Điển Sấn xử lý chuyện này dừng ở đây, chúng ta coi như chưa từng phát sinh điều gì, cũng không cần truyền ra ngoài. Mao Tiểu Phương gật đầu một cái,
Ta hiểu. Lê sư trưởng cười hài lòng. Người thông minh nói chuyện dùng ít sức. Mao đạo trưởng, chờ Trung Quốc chân chính thống nhất, ta đến mời ông uống rượu. Nhất định rồi. Chư vị gặp lại. Lê sư trưởng đi thong thả chờ. Nhìn qua quân đội dần dần biến mất, tảng đá lớn trong tim của mọi người cũng buông xuống. Thôn dân vui mừng hớn hở, top 5 top 3 quay về. Chương 65: Tiểu biệt thắng tân hôn. Ôi, thật là nhàm chán mà. Úc Đạt Sơn nâng cằm, mặt mày ủ rột, ngồi bên trong đạo đường, nhìn ra ngoài cửa. Sa Trần, Mã Tiểu Hải đang tỉ mỉ luyện tập viết phù, cũng không có cái tâm mà cảm giác này. Lại nhìn thấy bên người rất nhiều linh phù, dường như đã có thành tựu. A Sơ, người một tờ linh phù cũng không viết, sư phụ về sẽ mắng người đó. Sư huynh, huynh viết thay ta được không? Mà Tiểu Phương chắp tay từ đằng sau lưng đi đến, ở trong mắt nhìn thấy Úc Đạt Sơ đang lười biếng, liền trách mắng. Người đó có thể không học một ít Tiểu Hải, có thể dụng tâm luyện tập. Cứ xem bộ dáng của người đi, không có việc gì thì tự làm, mọi thứ đều trông vào ta đó. Ai bảo người là sư phụ mà. Úc Đạt Sơ nhỏ giọng thầm thì. Hay, hôm nay ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn đó. Hay, đừng đừng mà sư phụ, con sai rồi. Úc Đạt Sơ giữ chặt lấy Mao Tiểu Phương, lầm bầm nhận lỗi. Mao Tiểu Phương bất đắc dĩ trách mắng. Không muốn bị trục xuất khỏi sư môn thì hào hào mà viết phù đi. Hôm nay không viết được 30 tấm không được đi đâu. Úc Đạt Sơ liền mím môi mím lợi. Thôi xong. Trông thấy Mao Tiểu Phương muốn đi, Sa Trần vội hô lên. Sư phụ, ngươi chờ một chút. Chuyện gì? Con muốn về Nhậm Gia Trấn, vài ngày con đã không gặp Đình Đình rồi. Không đợi Sa Trần nói xong, Mao Tiểu Phương khoát tay. Sự tình về sau của ngươi không cần hỏi ý kiến ta, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không trái với môn quy, không làm chuyện thương thiên hại lý là được. Hay, sư phụ người không có công bằng. Nghe được Sa Trần có thể tự do hoạt động, lại có thể đi làm việc mình muốn, mà mình lại phải lưu lại đạo đường viết phù, trong lòng của Úc Đạt Sơ kêu than. Không công bằng. Mao Tiểu Phương cười lạnh. Muốn công bằng à? Đơn giản, ngươi khắc khổ tu luyện đến luyện khí tứ trọng, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không có ngăn cản. Còn ta không phí lời với ngươi, nhanh viết phù đi. Mã Tiểu Hải và Sa Trần che miệng cười. Mỗi một lần trông thấy Úc Đạt Sơ bị sư phụ giáo huấn, bọn họ đều vui vẻ. Úc Đạt Sơ hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, cầm phù bút lên, cũng vẽ linh ta linh tinh. Mao Tiểu Phương lắc đầu, bước vào trong phòng, đã coi như nhắm mắt làm ngơ. Nhìn hắn viết phù thì đơn giản chỉ là thấy tức con mắt. Nhị sư huynh, hào hào viết phù đi. Sa Trần vỗ vỗ bả vai của Úc Đạt Sơ, bộ pháp nhẹ nhàng đi vào phòng. Úc Đạt Sơ nhìn Mã Tiểu Hải. Hey, nhìn lão xa như vậy thật sự là đắc ý, không về Nhậm Gia Trấn nữa à. Này, ngươi nói chuyện với ta đấy à? Sư huynh, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta sao? Mã Tiểu Hải ghét bỏ nói. A Sơ, viết phù thì viết phù à, đừng có nói nhảm mà. Ngươi chậm rãi viết đi, ta đi tìm A Tú một chút. Mấy ngày không gặp nàng rồi, ta thật sự lo lắng là nàng gặp nguy hiểm đó. Hey, sư huynh đừng đi mà giúp ta viết phù đi là 30 tấm nó. Nói chuyện viết phù, Tiểu Hải càng đi nhanh hơn. Úc Đạt Sơ thở dài. Hây, đây là nghiệp chướng của ta mà. Có hai tên huynh đệ vong ân bại bại nghĩa, viết phù khó như lên trời. Viết phù để làm gì mà, ấy à, để làm gì mà. Không nghe Úc Đạt Sơ lại nhảy, Sa Trần đi về phòng thu thập quần áo một chút, chuẩn bị về Nhậm Gia Trấn mấy ngày, trông coi cái vị hôn thê như hoa như ngọc, đơn giản là phung phí của trời. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chỉ muốn về, cũng không chào hỏi Úc Đạt Sơ, liền đi khỏi Phục Hy đường. Đi xuống chợ, thôn dân đi ngang qua đều gật đầu chào hỏi. Sa Trần chỉ khiêm tốn đáp lễ, không có ngạo mạn. Hắn luôn luôn nhớ kỹ lời của Mao Tiểu Phương khuyên bảo, người tu đạo
đầu tiên là người. Tu đạo không phải là thoát ly nhân tính, mà tu đạo là tu được đại đạo, trách nhiệm càng lớn. À, sư phụ và Hắc Mân Côi. Đột nhiên, Sa Trần ở tiệm bán hoa nhìn thấy Mao Tiểu Phương và Hắc Mân Côi, trong lòng reo lên một tiếng. Hai người đang đứng đối mặt, khoảng cách 6-7 mét, sắc mặt đang trầm ngưng, đánh võ mồm. Hẹn hò không có giống hẹn hò, chửi đồng cũng không có giống chửi đồng, giống như là liếc mắt đưa tình. Ây, sư phụ thật là có đam mê đó. Cảm khái một câu, Sa Trần đi rời khỏi Cam Điền Trấn, lấy ra tờ linh phù dán lên người, hừ một tiếng biến mất. Nhậm Gia Trấn, Sa Phủ. Nhậm Đình Đình tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ. Nghe được tiếng mở cửa, vội nghiêng đầu nhìn lại, thấy A Liên mang theo ấm trà tiến đến, liền có chút thất vọng. A Liên, đặt lên bàn là được rồi. Tiểu thư lại nhớ thiếu gia phải không? Nhậm Đình Đình đỏ mặt phản bác. Nào có nghĩ đến hắn đâu, gia hỏa này mấy ngày nay không có tin tức gì, không sợ người ta lo lắng, loại vô lương tâm, nghĩ đến hắn làm gì? Có khi hắn đã sớm quên chúng ta đó. A Liên che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói. Ta là thị nữ của thiếu gia, thiếu gia quên ta cũng không có quan trọng, chỉ sợ quên vị nào đang yêu thương hắn vô cùng thôi. Nói mỏ, Trần ca sẽ không quên ta đâu. Nói xong, Nhậm Đình Đình chú ý đến biểu tình của A Liên đang cười cười, lập tức nổi giận không thôi, sẵn giọng. Ngươi giỏi lắm, miệng lưỡi bén nhọn đó, dám trêu chọc ta. Có tin Trần ca trở về, ta bảo thu thập ngươi hay không, không biết lớn nhỏ. Ta không tin đâu. Người đó. Nhậm Đình Đình đấu võ mồm không lại, lại nghiêng đầu phụng phịu. A Liên biết Nhậm tiểu thư lo lắng cho thiếu gia, cũng không tiếp tục tranh miệng lưỡi, đặt ấm trà lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa đi đến cửa, một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, dọa cho A Liên nhảy dựng lên. A Liên, ta là thiếu gia đây. Thiếu gia ạ? Nhỏ giọng một chút, Đình Đình đang ở bên trong. A Liên gật đầu. Thiếu gia, vậy người đi vào xem nàng đi. A Liên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sa Trần rón rén đi về phía Nhậm Đình Đình đang ngồi quay lưng lại, chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ. Nào nghĩ đến Đình Đình đột nhiên quay đầu, có lẽ cũng không ngờ tới trong phòng lại có thêm một người đàn ông, lập tức bị dọa đến ngây dại, chăm chú nhìn Sa Trần. Qua một lúc lâu mới hét lên, cứu mạng, có trộm. Mặt mũi của Sa Trần đầy hắc tuyến, ôm chặt lấy Nhậm Đình Đình đang thất kinh. Nào, đúng đó, trộm vào phòng là trộm tâm tặc đó, mau đem trái tim của người giao ra, bằng không thì... Nghe được tiếng của Sa Trần, Nhậm Đình Đình yên tĩnh lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lắc lắc cái đầu nhỏ hoạt bát. Tiểu tặc từ đâu tới, ta không giao, ngươi làm gì? Sa Trần cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng, trong mắt có mấy phần hoạt bát, mấy phần vũ mị, mấy phần khiêu khích, mấy phần chờ đợi. Lập tức lửa từ bụng bốc lên, thèm ăn đến nhỏ dãi, cúi đầu xuống hôn môi. Hai người cứ như thế dần dần đến bên chiếc giường. Nằm ở trong ngực Sa Trần, Nhậm Đình Đình quần áo lộn xộn, mặt mũi đỏ bừng bừng, mỹ lệ tuyệt luân. Nói ra làm cho Sa Trần trong lòng áy náy. Đình Đình, xin lỗi, là ta không có đúng. Trần ca, ta biết chàng đụng phải chuyện khó giải quyết, ta không muốn liên lụy đến chàng, chỉ hy vọng chàng bảo vệ tốt bản thân, đừng có để bị thương. Chẳng nếu như mà có sơ suất gì, ta biết làm sao. Được rồi, có thời gian rảnh, ta sẽ sai người báo tin tức. Đình Đình. Dạ. Đêm nay chúng ta ngủ cùng phòng đi. Nhậm Đình Đình sững sờ, tiếp theo mặt đỏ như máu. Ta nói với nàng chính sự, nàng phải cùng ta một phòng. Nhậm tiểu thư giận dữ, ở bên hông của Sa Trần véo một cái. Trần ca, ta không thèm để ý đến chàng nữa, chàng ngủ một mình đi, chán ghét. Nói xong mở cửa mà đi. Chương 66. Thần đèn kêu ngạo. Nào Đình Đình, mở cửa, ta sai. Chàng sai ở đâu? Ta không có nói lung tung. Còn mà, có mà. Không, một điểm thành ý cũng không có. Ta ngủ, không cho phép gõ cửa. Sa Trần giờ khóc giờ cười, mặt mũi đầy hậm hực quay về phòng mình. Ngàn vạn lần không nên tình thâm nghĩa nặng, nói mò. Nhậm Đình Đình cũng không phải là tức giận thật, chỉ là có một chút phiền muộn. Nàng vì hắn lo lắng hãi hùng, nhưng hắn đều nghĩ đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn, cũng không có an ủi mình.
trong lòng có ủy khuất. Vị hôn thê ủy khuất ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc. Màn đêm buông xuống, Sa Trần về phòng tỉnh cả ngủ, bèn ngồi trên ghế trầm ngâm, lấy ra ngọn đèn từ trong túi càn khôn, dưới ánh trăng tinh tế dò xét một chút, dùng sức lay động, phảng phất ống khói như là pha lê chụp đèn rung động lên, lắc lư 30-40 giây cũng không thấy thần đèn ra. Sa Trần cười lạnh, ta biết ngươi có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Ngọn đèn trong tay ta, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi làm linh bộc không nên vấn an sao? Dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh, Sa Trần lầm bầm lầu bầu giống như là người điên. Trong màn đêm chiếu ra hình dáng như ẩn như hiện, cũng không nói ra được âm trầm đáng sợ, lạnh cả sống lưng. Ngươi thật không ra sao? Khóe miệng của Sa Trần giãn ra, cảm giác như là mình đã bị nhìn thấu. Thần đèn thần thông vô lượng, làm sao không biết được Sa Trần đang giữ ngọn đèn. Sở dĩ không hiện thân là sợ có chút không dám nhìn Sa Trần, hoặc là coi Sa Trần là chủ nhân làm sao được. Tóm lại là thần đèn có chút kiêu ngạo. Ta cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Sa Trần băng lãnh nói với hắn. Cái đèn này có cũng được, mà không có cũng không sao. Mất đi ngọn đèn, nhiều lắm cũng coi như là mất một món trọng bảo, tu vi vẫn còn. Hắn tin tưởng mình cứ thế tu luyện, thực lực mới là căn bản, pháp khí linh phù chỉ là thủ đoạn bổ sung. Thần đèn kiên trì không hiện thân, Sa Trần không ngại hủy nó. Tam muội chân hỏa, làm càn, làm càn, làm càn. Nghe thấy Sa Trần niệm chú, một cỗ bạch khí phóng ra. Thần đèn phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp phi thân mà ra, tức giận nhìn Sa Trần chằm chằm. Bổn tọa chính là thần đèn, tập hợp thiên địa chi linh tú, tập hợp tạo hóa thế giới mà thành. Ngươi hủy đi ta, ngươi không sợ trời cao phạt sao tiểu đạo sĩ? Nhanh nhanh dập đầu xin lỗi, nếu như thành ý đủ, bổn tọa sẽ cho ngươi chỗ tốt. Cái gì? Dập đầu xin lỗi? Sa Trần mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta gọi ngươi là thần đèn là quan tâm đến ngươi rồi, không coi mình là cái bản thái được đà lại lấn tới sao? Nhìn ngươi không biết thần phục. Thôi thôi thôi, đồ vật vô dụng, giữ lại ngươi có tác dụng gì? Tạm muội chân hỏa. Lời không hợp ý, không nói thêm. Một ngụm hỏa tinh lẫn khói đen phun ra, sắc mặt của thần đèn đại biến, lúc đỏ lúc xanh. Hắn không để ý Sa Trần. Trước đó ở trong mộ huyệt đã đùa nghịch một lần, hắn cũng đã mất mặt. Muốn cho hắn một chút màu sắc, lấy lại danh dự, mà hắn còn oai phong. Quân không thấy cao quý như Tử Hy, triệu hoán hắn coi như là khách quý, nào nghĩ đến Sa Trần lại cũng không thèm quan tâm hắn là thần đèn. Tu vi của thần đèn cao thâm, hỏa linh chi thể, thế nhưng đối với tam muội chân hỏa lại kiêng kỵ. Nhìn khói đen cuồn cuộn đến, hắn soạt một cái khép lại cái quạt, hóa thành một đám lửa bắn vào trong đám khói dày đặc, đánh tan hỏa tinh. Có thể đánh được như vậy sao? Lại nữa. Nào nào, chờ một chút, chờ một chút. Thần đèn hiện thân, sắc mặt tức giận. Tiểu đạo sĩ, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ta ngồi đây, ai động đến ai là cháu, tới giết ta đi. Sa Trần không thèm nghĩ đến một chút nào uy hiếp của thần đèn, mỉm cười khiêu khích. Với tu vi của thần đèn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cho dù là chủ nhân Tử Hy, thần đèn cũng có năng lực giết chết, nhưng vì sao lại không giết? Đường đường là thần đèn lại bị một con cương thi sai khiến, là cam tâm tình nguyện? Chỉ sợ là không phải. Sa Trần đoán chừng thần đèn bị khống chế. Nói cách khác, phàm là người có được ngọn đèn đều là chủ nhân của hắn. Làm linh bộc thì không thể động thủ với chủ nhân, nhiều nhất là oai phong một chút, không thèm quan tâm đến ngươi, hoặc là mượn đao giết người, giết ngươi một lần nữa, thay một chủ nhân khác thuận mắt hơn. Đây chính là nguyên nhân mà Sa Trần không sợ. Tiểu đạo sĩ, ngươi giỏi lắm. Thần sắc của mình uy nghiêm cũng không hù được Sa Trần. Thần đèn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bất đắc dĩ. Vạn vật trên thế giới đều có quy tắc, thần đèn cũng bị như vậy. Có sinh mệnh vĩnh hằng, thực lực cường đại, nhưng vĩnh viễn bị ngọn đèn và chủ nhân của ngọn đèn quản chế. Ta không thể trêu vào ngươi, còn trốn không thoát. Thần đèn oán hận, nghĩ chuẩn bị chui vào trong ngọn đèn, nhưng Sa Trần không buông tha, thở dài. Ta thừa nhận ta giết không chết ngươi, thế nhưng hủy đi ngọn đèn là có thể đó. Nếu như ta đoán không sai,
Cái đèn dầu này chính là chỗ người ký thể vào. Linh thể của ngươi và ngọn đèn đã dung hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta nếu như hủy đi ngọn đèn, hủy đi linh thể, coi như ngươi không chết thì cũng tuyệt đối không tốt một chút nào cả. Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Thân đèn cả giận. Ngươi đó làm việc cho ta. Ngươi mơ tưởng. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Sa Trần lơ giơ tay, ánh sáng của trưởng tâm lôi điên cuồng tụ lại, chiếu sáng thần đèn. Thần đèn ánh mắt run rẩy. Tiểu đạo sĩ đừng có động thủ, có chuyện gì từ từ nói. Người đã có được ngọn đèn là chủ nhân của ta, ta sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi. Vậy mà con già mồm. Sa Trần lườm thần đèn một chút, buông tay thản nhiên nói. Nếu như ngươi thần phục thì cũng đừng giấu giếm nữa. Nói đi, ngươi là ai? Bản tọa là hoàng đế thuận trị của đại thánh. Này, con mẹ ngươi, đừng có nói nhảm với ta. Sa Trần khoát tay, ánh mắt sáng rực nhìn thần đèn chất vấn. Võ Trạng Nguyên mà hoàng đế thuận trị đại thanh đã phân chức, làm sao nhận biết được 28 tinh tú? Sắc mặt thần đèn cuồng biến, lại không dám nói gì cả. Thần đèn, người dám tự xưng là thần thì không phải đơn giản. Người rốt cuộc là muốn gì? Thần đèn hỏi. Nói, ngươi là ai? Nếu như bản thân nói, mình cũng không biết mình là ai, ngươi có tin hay không? Dù sao ta cũng không tin. Thần đèn cười khổ, thần sắc mê man. Bản thân tên thì gọi là Đông Long Sát, là người võ trạng nguyên đầu tiên của hoàng đế đại thanh thuận trị, là tài trí hơn người, học giàu năm xe, nổi tiếng thiên hạ, đây là sự thật. Thế nhưng khi bản thân còn sống, thường mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Ở trong mộng rất nhiều hình ảnh xa lạ xuất hiện. Khi tỉnh lại thì mộng cảnh cũng không nhớ nổi. Sau khi chết thì phụ thân vào ngọn đèn biến thành bộ dáng như bây giờ. Sa Trần nhìn thần thái của thần đèn không giống như làm bộ, bèn hỏi, tu vi của ngươi thế nào? Không biết, từ khi biến thành linh bộc, tu vi của bản thân càng ngày càng mạnh, có thể có nguyện vọng thực hiện những nguyện vọng của người khác và rất nhiều thần thông khác nữa, cho nên bản thân tự xưng là thần đèn. Có chút không thể tưởng tượng được đó. Bản thân không có lừa ngươi. Ánh mắt của Sa Trần lóe lên, không truy vấn ngọn nguồn. Thần đèn cũng không có nói dối. Đối với hắn mà nói dối hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có thể sử dụng được thần đèn. Người nói người có thể thực hiện được nguyện vọng của người khác. Chương 67, việc vặt. Đúng vậy, thần đèn ngạo nghễ trả lời. Chủ nhân, bản thân mặc dù có thể giúp được ngươi thực hiện nguyện vọng, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi, không thể nào can thiệp được vận chuyển của thiên địa, trật tự của sinh tử. Một người đã có bệnh cầu bản thân có thể trị hết cho hắn. Nhưng một người nhất định phải chết mà cầu bản thân, ta có thể làm được nhưng ta không dám làm. Bởi vì như vậy là xáo trộn toàn bộ quy luật của sinh tử, sẽ bị trời phạt đó. Nói như vậy là ngươi không có tác dụng gì? Sa Trần hỏi. Thần đèn lắc lắc đầu. Bản thân là vì chủ nhân tốt thôi. Sa Trần từ chối cho ý kiến. Tu vi của ngươi cao bao nhiêu? Là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, so với sư phụ của chủ nhân thì mạnh hơn một chút. Thần đèn dừng lại, tiếp tục nói. Chủ nhân, bản thân có thể giúp ngươi, nhưng bản thân xuất thủ là phải tiêu hao linh khí. Lần trước Từ Huy triệu hoán bản thân cùng tôn sư đại chiến, linh khí tổn hao rất nhiều, phải hơn một tháng mới có thể khôi phục. Chủ nhân, nếu như không có việc gì, tốt nhất đừng tùy tiện triệu hoán bản thân. Người linh khí khô kiệt thì sẽ thế nào? Sa Trần cười như không cười mà hỏi. Sắc mặt của thần đèn trì trệ, có chút mất tự nhiên. Linh khí khô kiệt, bản thân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Thật không? Được rồi, về đi, có việc ta tìm ngươi. Vâng, chủ nhân. Thần đèn hóa thành một luồng bạch khí chui vào bên trong ngọn đèn. Sa Trần lấy một tờ linh phù dán lên, thu vào trong túi càn khôn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn như có điều suy nghĩ. Vừa rồi lời thần đèn nói khó mà phân biệt thật giả. Sa Trần hoàn toàn không tin.
Hắn không quan tâm thần đèn có lừa mình hay không, hắn cần chính là năng lực của thần đèn. Có một linh mục là tu vi luyện khí cửu trọng đỉnh phong, có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Hai loại năng lực này đều để cho người ta trông mong đến đỏ mắt. Thế nhưng Sa Trần quyết định không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện triệu hoán thần đèn làm việc, chỉ coi hắn như là một đòn sát thủ bí mật. Đương nhiên, không triệu hoán cũng không có nghĩa là bỏ mặc. Dán linh phù lên ngọn đèn sẽ cắt giảm thiên địa linh khí, khiến cho thần đèn không thể nào hấp thu để tăng tu vi, chỉ có thể dựa vào linh khí mỏng manh kéo dài hơi tàn. Tìm cơ hội luyện hóa thần đèn. Sắc mặt của Sa Trần lạnh lùng, lai lịch của thần đèn bí ẩn mang cho Sa Trần cảm giác nguy hiểm. Hắn sẽ không đem bom hẹn giờ theo trên người. Chờ tu vi của hắn tăng lên đến mức không sợ luyện khí cửu trọng, chính là tử kỳ của thần đèn. Bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt, không lên đánh rắn động cỏ, khó đảm bảo là thần đèn không có thủ đoạn khác. Sa Trần mở ra giao diện của hệ thống, bắt đầu quan sát. Đạo môn tu tiên hệ thống. Danh tính Sa Trần. Điểm năng lượng 1386. Công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết, có thể thăng cấp. Đạo pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 2, có thể. Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 1, có thể. Tam Muội Chân Hoàn Chú cấp 2, có thể. Mao Sơn Đạo Quyền, có thể. Thiên Phú Thần Thông Chỉ Độn Khí. Vật phẩm Túi Càn Khôn, Thanh Ngọc Phù Bút, Định Nhan Châu. Nhìn thấy 1386 điểm năng lượng trên hệ thống, trên mặt của Sa Trần hiện lên ý cười. Không thể không nói, hệ thống này quả thật là nghịch thiên bá đạo châu bò. Chỉ cần liên tục không ngừng luyện hóa yêu ma quỷ quái và thiên địa tài bảo, có thể tăng cao tu vi không hạn định, ngay cả bình cảnh cũng không có. Điều tiếc nối duy nhất là ở trong thiên đạo phái cũng không có công pháp xuất khiếu cảnh. Về sau, ra ngoài tìm một chút, Trung Quốc đất rộng của nhiều, chưa chắc đã không có truyền thừa lại. Sa Trần nghĩ đến, liền không để điều này trong lòng, lệnh cho hệ thống thăng cấp tông công pháp, tu vi tăng lên đến luyện khí lục trọng. Còn lại 716 điểm năng lượng phân biệt tăng ở Tam Muội Chân Hỏa Chú và Trường Tâm Lôi. 216 điểm năng lượng cuối cùng giữ lại đề phòng. Chỉnh lý xong những thu hoạch ở Mộ Tử Hy, đêm qua giờ Tí, toàn bộ những bối rối suy nghĩ đã giải quyết hết. Sa Trần ngáp một cái, leo lên giường nằm ngáy o o. Ngày hôm sau, đúng giờ Mão, Sa Trần tỉnh dậy, ăn mặc chỉnh tề, đi vào trong viện luyện công, đứng trung bình tấn, luyện tập Mao Sơn Đạo Quyền, Thất Đấu Khôi Cương Bộ, Thải Khí Trọng Sinh Pháp, Càn Khôn Bát Bộ. Mặc dù có hệ thống phụ thể, nhưng Sa Trần dưới sự nhắc nhở của Mao Tiểu Phương, luyện tập cũng thành thói quen. Vẫn tốt, còn kế thừa được. Sa thiếu gia sớm như vậy đã dậy luyện công. Mao Sơn Minh nghe được động tĩnh, liền vung áo ra khỏi phòng. Nhìn thấy Sa Trần ở trong viện, nhảy ngược nhảy xuôi, hồ hồ sinh phong, mắt lộ ra khâm phục. Tu vi của Sa Trần cao hơn lão, vẫn còn có khổ luyện như vậy, quả thực là để cho Mao Sơn Minh mặc cảm. Từ lúc tiến vào Sa Phủ, Mao Sơn Minh cả ngày sống an nhàn sung sướng, đem làn da trắng bóng, hình thể cũng mập mạp, lộ ra phúc hậu. Về phần tu vi, đã sớm bị hắn ném ra 9 tầng mây. Sa Trần thu thức luyện quyền, chậm chậm thở một hơi cười nói. Luyện công này giống như đi ngược dòng nước, nếu như không tiến, chắc chắn lùi. Lâu dài không luyện, tay chân sẽ cứng ngắc lạ lẫm, gặp yêu ma quỷ quái cũng không có sức hoàn thủ. Mặc dù người có đạo pháp, nhưng pháp lực cũng có lúc tiêu hao hết. Nếu như tinh thông quyền cước, có thể biến an thành nguy là tốt rồi. Sa Trần có ngày hôm nay là do tạo hóa của hệ thống hỗ trợ. Tiếp theo chính là một thân tu vi. Hắn là người bình thường, cũng có sinh lão bệnh tử, trăm năm sau sẽ là một đống đất vàng. Hắn không cam tâm nguyện ý làm người tầm thường. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn thành tiên, cho nên việc tu luyện hắn sẽ không lười biếng. Sa thiếu gia, ấy, lời này... Mao Sơn Minh trong lòng xúc động, lập tức bỏ áo ngoài, đi vào trong viện, hướng Sa Trần lĩnh giáo quyền cước. Hắn là đệ tử của thần cung phái, tuy nói đạo thuật học rối tinh rối mù, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Mao Sơn. Mao Sơn Đạo Quyền, Thất Đấu Khôi Cường Bộ, Thải Khí Trọng Sinh Pháp,
càn khôn bát bộ, những quyền pháp này lão cũng đều biết. Thiếu gia, Mao tiên sinh ăn điểm tâm. Cho đến khi A Liên sang đây gọi, Sa Trần và Mao Sơn Minh mới thu công dừng tay, sóng vai đi đến phòng khách ăn điểm tâm. Đi vào phòng khách, con mắt của Sa Trần quét qua hỏi: A Liên, Đình Đình còn chưa dậy sao? Nhậm tiểu thư đã đi ra ngoài từ sớm. Nàng đi làm gì vậy? Nói là đến một cửa hàng quan trọng, Nhậm tiểu thư chuẩn bị mua lại để mở tiệm. Sa Trần gật đầu tỏ ra hiểu, vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ. Hắn biết Nhậm Đình Đình thích trang điểm, bắt đầu sinh ra nàng có lẽ là muốn tính mở cửa hàng. Chỉ là mộ từ hy của Cam Điền Chấn mở ra, mình cũng không dứt thân được. Bây giờ là lúc thanh nhàn, những kế hoạch này có lẽ sẽ đưa vào trong danh sách quan trọng. Trời vẫn còn sớm một chút, Mao Sơn Minh kéo một cái ghế ở trong viện ngồi phơi nắng. Sa Trần thì xem xét các thanh khoản của Sa Phủ, xác nhận tiền bạc, các khoản ăn khớp. Ngoài ra, mỗi tháng hắn an bài nhân thủ kiểm kê đồ vật tiền nong. Ai làm sổ sách thì làm sổ sách, ai thanh khoản thì thanh khoản. Sổ sách sau khi đã khớp, một mực toàn bộ khống chế tình huống kinh doanh của nhà mình. Tra hạch các khoản không sai, Sa Trần đối với năng lực của Sa Đằng biểu thị tán thưởng. Gia hỏa này thật sự khéo đưa đẩy, chung quy vẫn cho người ta cảm giác không dựa vào được, nhưng quả thật là năng lực cũng không thể không xác nhận. Sa Trần không ở đây, hắn vẫn đem suy nghĩ của Sa gia quản tốt, chủ yếu là hành động bí mật. Chuyện của Sa Trần phân phó, hắn đều tỉ mỉ chấp hành, cũng hoàn thành tốt. Thiếu gia, Nhậm tiểu thư về. A Liên đi vào thư phòng. Sa Trần gặp sổ sách, hướng về phòng của Nhậm Đình Đình. Nàng vừa mới về không bao lâu, cửa còn chưa đóng. Sa Trần đẩy cửa đi vào, thấy nàng ngồi trên giường thay giày, một tay đang quạt gió, cái tay trắng nõn, bàn chân trắng nõn, mặt mũi hao nhuận hồng. Sa Trần có chút đau lòng nói: Đình Đình, để ta giúp cho nàng. Nhậm Đình Đình còn chưa có lên tiếng, Sa Trần ngồi xổm xuống, cầm chân của nàng trong tay nhẹ nhàng nắn bóp. Nhậm Đình Đình thẹn thùng, tim đập như hươu chạy, nhưng nhìn qua gương mặt chăm chú của Sa Trần, trong lòng dâng lên ngọt ngào. Chương 68, Vượng Phu. Chuyện cửa hàng thế nào? Sa Trần vừa một bên xoa bóp chân cho nàng, một bên quan tâm hỏi. Nhậm Đình Đình lắc đầu, nhíu mày. Cửa hàng ở đường phố Tây đó, vị trí cũng không tệ, em cảm thấy rất tốt, chỉ là ông chủ đưa giá quá cao, nói chuyện nhiều lần cũng không có thỏa. Ngày mai để anh bảo Đằng Thúc đi, hắn am hiểu việc này, coi như không đàm phán được cũng không sao. Ta từ bên trong cửa hàng của Sa ra lấy ra một cái để cho em mở cửa hàng phấn son bột nước. Cũng được. Nhậm Đình Đình nhu thuận gật đầu, có chút lo lắng. Trần ca, em chưa từng quản qua việc làm ăn, em sợ em làm không được. Sa Trần rửa tay, đứng lên, ngồi vào bên cạnh nàng, nắm cái eo thon của nàng ôn nhu. Nhà đầu ngốc à, chưa làm qua buôn bán bao giờ có thể học? Ta cũng đâu có làm qua bao giờ đâu, còn không phải ta đem Sa ra quản lý được sao? Tục ngữ nói, hạ giả lao lực, người phải cực khổ. Chỉ cần biết dùng người thì mình có thể khống chế được đại cục đó. Nói xong, con mắt của Sa Trần sáng lên, đột nhiên có ý tưởng. Đình Đình, không phải là em thích trang điểm sao? Em có thể thuê người quản lý việc làm ăn, sau đó em mở lớp huấn luyện trang điểm, em làm thầy giáo dạy mọi người trang điểm, người khác học trang điểm, sau đó cũng đến trong tiệm mua son phấn bột nước, hỗ trợ lẫn nhau, nhất cử lưỡng tiện đó. Nghe như vậy, con mắt của Nhậm Đình Đình tỏa sáng. Sa Trần càng nói càng hăng. Ngoài việc dạy người khác trang điểm, em bán phân son phấn bột nước, có thể là nghiên cứu ra những sản phẩm mới. Cái gì mà dầu gội đầu này, sữa tắm này, nước hoa này, sữa rửa mặt này, là toàn bộ những đồ trang điểm từ đầu đến chân đó. Giai đoạn hiện tại, chúng ta cũng có thể sản xuất. Một số thành phần hóa học không có được thì chúng ta nghiên cứu những phương pháp lấy từ thực vật đi. Đúng rồi, thực vật có thể dùng tiền để mua đó. Trung Quốc ở phương diện này nhân tài rất nhiều, rất nhiều phương pháp phối các loại màu sắc từ thực vật tốt mà. A Trần, anh thật là hiểu biết. Nhậm Đình Đình cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, mặt mũi đầy khâm phục. Ê, không phải là anh hiểu biết nhiều, mà là anh đã xem nhiều đó. Sa Trần thành thật nói, hắn là người đến từ hiện đại, không thể nào dùng đồ trang điểm. Thế nhưng mà hắn cũng đã từng xem qua và nghe qua rất nhiều trên TV, báo đài,
cho nên mới đưa ra những ý tưởng. Đôi mắt của Sa Trần sáng lên, ý nghĩ lập tức lóe lên. Hắn nghĩ tới đồ trang điểm. Này, sư phụ ở trên y thuật có tạo nghệ cực cao. Sư phụ phối chế kim sang dược cũng rất là mạnh mẽ. Hay, có thể đem cái này khai quật ra, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một nghề đó. Trần ca. Ê, Đình Đình, em nói gì vậy? Nhậm Đình Đình kỳ quái nhìn Sa Trần kích động. Em thích trang điểm. Em thấy anh vừa nói những cái em rất hứng thú. Vậy chúng ta đặt tên cửa hàng là gì? Sa Trần trầm ngâm nghĩ. Là Lan Khăm đi. Lan Khăm. Nhậm Đình Đình nhỏ giọng mấy lần khen. Cái tên thật đẹp. Vậy gọi nó là Lan Khăm đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ kích động, Sa Trần thật sự cũng cổ quái. Lan Khăm là một hãng trang điểm nổi danh của nước Pháp ở thời hiện đại, ghi tên đồ trang điểm của người ta. Sa Trần không biết lúc này liệu nó đã ra đời hay chưa, cũng không quan tâm. Dưới sự giúp đỡ của Sa Trần, Nhậm Đình Đình đã quyết định. Vậy là nhãn hiệu Lancome của Trung Quốc sẽ thay thế nhãn hiệu Lancome của Pháp. Sau đó, Sa Trần đem toàn bộ những hiểu biết của mình về đồ trang điểm viết lên giấy, trong đó có rất nhiều phương pháp hiện đại, các loại sản phẩm, các loại thủ đoạn kinh doanh, tương lai đường hướng phát triển. Hắn vắt óc viết thành hai trang giấy giao cho Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình càng xem lại càng vui vẻ, yêu thích vô cùng. Trần ca, anh đi theo em. Nhậm Đình Đình trân trọng đưa tay nắm chặt, sau đó cất bản thảo ở dưới gối, kéo Sa Trần đi đến khố phòng. Sa Trần còn đang lơ mơ hỏi, Đình Đình, đợi anh đến đây làm gì? Em cho anh xem đồ tốt, khẳng định anh sẽ thích. Nhậm Đình Đình thần thần bí bí, trên mặt của Sa Trần không khỏi hiếu kỳ. Nhậm Đình Đình đẩy cửa khố phòng, ánh nắng chiếu vào, trong nháy mắt khố phòng sáng tỏ. Con mắt của Sa Trần nhìn lại, thấy mọi thứ trong khố phòng thì chấn động, không dám tin. Đình Đình, cái này ở đâu ra vậy? Nhậm Đình Đình cười nói, trong lúc vô tình em nghe Đằng Thúc nói anh muốn mua những vật này. Em lặng lẽ đưa tin tức cho bạn của cha em ở tỉnh thành, bảo bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã tìm được. Trần ca, em có lợi hại không? Đình Đình, em thật tuyệt vời đó. Em đúng là phúc tinh của anh đó. Sa Trần đại hỉ, ôm Nhậm Đình Đình hôn một cái, ngồi xổm xuống vuốt ve một gốc cây lớn dài đến 2-3 mét, vỏ cây thô ráp, cảm giác lạnh buốt. Là hoài mộc trăm năm. Đây là hoài mộc trăm năm đó. Hoài mộc trăm năm ở trong núi chất đống như là một tảng đá. Những tảng đá này hình thù kỳ quái, trong đó ẩn chứa một tia hỏa lực thường nhân không thể cảm thụ. Đây rõ ràng là đá của núi lửa, là thiết mẫu cực phẩm than thạch. Tất cả vật liệu bố trí tụ hỏa chi trận đều ở trong khố phòng. Một số vật liệu số lượng ít, có thể phân bố đầy đủ. Sa Trần trong lòng tràn đầy vui vẻ. Có những vật này có thể luyện chế pháp khí thảm bay, tu thành ngự phong phi hành thuật, lại có phi thiên nhập địa chi năng. Đình Đình, em có phải là đưa cho anh một phần đại lễ hay không đây? Sa Trần đứng lên ôm lấy eo thon của Nhậm Đình Đình, trong mắt toát ra nhu tình mật ý. Anh cũng muốn có một vật để tặng em đây. Không, em không cần đâu. Nhậm Đình Đình hoạt bát. Là một hạt châu đó. Em không cần hạt châu. Thật sự không cần sao? Không, em có rất nhiều hạt châu đó. Sa Trần một mặt tiếc hận. Ê, anh đưa cho em hạt châu này, gọi là định nhan châu. Nó có thể trì hoãn sự già yếu, dưỡng dung nhan. Em không muốn thì thôi vậy. Vừa ban đầu, Nhậm Đình Đình còn không coi ra gì. Nghe đến có thể trì hoãn lại sự già yếu, dưỡng dung nhan xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ giật mình, đôi mắt đẹp lóe lên, ôm tay của Sa Trần nũng nịu. À Trần, em muốn... Em muốn cái gì? Trong lòng của Sa Trần nóng lên, suýt chút nữa không kiềm giữ được, nở một nụ cười mất dạy. Em muốn hạt châu. Không phải vừa rồi em nói không muốn sao? Anh có cho hay không? Anh hỏi. Anh không cho, về sau đừng nghĩ là vào phòng em nữa. Này, được rồi, hạt châu cho em. Nhậm Đình Đình tung đòn sát thủ, trong nháy mắt Sa Trần đành phải thua, thành thật dâng lên bảo châu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thật sự là đẹp như hạt châu. Nàng cầm hạt châu trong tay, ánh mắt âm chuyển, lật qua lật lại dò xét. A Trần, anh nhìn xem, mu bàn tay của em có phải là trắng da hay không, bóng loáng đó. Ấy, đâu có thần kỳ như vậy. Sa Trần thấy nàng vui vẻ, trong lòng tính toán, thầm nghĩ đêm nay có khi có thể thâu hương thiết ngọc. Xuyên không về thế giới cương thi đạo trưởng, hắn chưa từng đụng chạm nữ nhân, 16 tuổi, dáng dấp
cũng cao lớn, có thể giống như là nam nhân. Huống chi Nhậm Đình Đình đã là vị hôn thê của hắn, thật sự là rất hợp. Có lẽ cũng nên làm một số chuyện, nên làm một chút. Chương 69, luyện bảo. Có những loại mơ mộng gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Nhậm Đình Đình quả thật là cho Sa Trần lên giường, nhưng cũng không hẳn. Nàng kéo hắn nằm đó trò chuyện đủ thứ, đến tận 3 giờ sáng mới lăn ra ngủ. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Nhậm Đình Đình rời khỏi giường, gọi Sa Đằng đi giải quyết sự tình cửa hàng, cũng không cho Sa Trần cơ hội vuốt ve an ủi. Sự tình buôn bán, Sa Trần cũng không có nhúng tay, hắn chỉ cần dùng người là được. Toàn bộ là trông vào năng lực của Sa Đằng. Ở Nhậm gia trấn, ngây ngất mất nửa tháng giúp Nhậm Đình Đình sắp xếp chuyện nhờ thương hiệu Lancome, sau đó mang theo vật liệu ở trong khố phòng trở về Cam Điền trấn, chuẩn bị luyện chế ngự phong phi hành thuật thảm bay. Luyện chế thảm bay, Sa Trần sẽ có năng lực phi thiên độn địa. Ở bên ngoài làm gì mà ầm ầm như vậy? Con không biết sư phụ. Đi ra xem một chút. Ở trong Phục Hy đường, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải và Mao Tiểu Phương nghe động tĩnh mở cửa lớn, nhìn qua trước cửa dừng lại 4 xe ngựa chở đầy vật nặng, mặt mũi đầy kinh ngạc. Úc Đạt Sơ nhịn không được hiếu kỳ. Lão Sa, trên xe là cái gì vậy? Không phải là ngươi định đem Sa gia chuyển đến đây hả? Sa gia đâu chỉ có như vậy đâu. Sa Trần cười nói, huynh mới biết sao? Ừ, đương nhiên rồi. Ta không nói cho huynh đó. Úc Đạt Sơ lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trêu đùa Úc Đạt Sơ một phen. Sa Trần tủm tỉm hướng Mao Tiểu Phương hành lễ, sau đó tiến đến tai của Mao Tiểu Phương nhỏ giọng nói. Chưa được mấy câu, chỉ thấy con mắt của Mao Tiểu Phương sáng lên, trên mặt mũi cũng hiện lên từng tia kinh ngạc, càng thêm khiến cho Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ thật sự là hiếu kỳ không thôi. Nhưng mỗi một lần hỏi, Sa Trần và Mao Tiểu Phương đều nói là phải thận trọng, vô cùng thần bí. Không trách Mao Tiểu Phương vô cùng cẩn thận, chỉ là việc liên quan đến luyện chế thảm bay rất trọng đại, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài rất có thể dẫn đến phiền phức. Hai ngày sau, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ mới biết được chân tướng, đều là chờ mong không thôi. Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm, yêu ma quỷ quái gì cũng đã từng thấy qua, sóng to gió lớn gì cũng trải qua, chỉ có luyện pháp khí này thật sự là lần đầu. Mộc Linh Ti chỉ có 2 khối cực phẩm linh thạch, thiết mẫu, núi lửa, trăm năm hòe mộc. Những tài liệu này số lượng cũng không nhiều. Nói cách khác, chỉ có thể một lần thành công, không được thất bại. Dòng dã 2 ngày, Mao Tiểu Phương đều ở trong phòng đọc sách, tìm hiểu những kinh nghiệm luyện khí của các bậc tiền bối. Cho đến ngày thứ 3 mới kêu gọi Sa Trần đến, bảo Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đi xem thiên đình. Xem thiên đình chính là một cái đình nghỉ mát ở trên núi. Nghe nói nơi này là địa phương cao nhất của Cam Điền Trấn. Sư tổ Lôi Chấn Tử khi còn tại thế thường thường đến đây bế quan tu đạo, ngày xem phong thủy, đêm xem tinh tượng, gột rửa cát bụi, cổ động tinh thần. Chính là nơi hội tụ địa thế phong thủy của Cam Điền Trấn, trời cao khí sảng, linh khí dồi dào. Ở trên vọng thiên đình, một bên là vách núi treo leo cao đến trăm trượng, quanh năm sương mù không tan, không nhìn thấy đáy, có danh xưng là thiên uyên của Cam Điền Trấn, té xuống thì chắc chắn là thiên nhân xa cách. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, cây núi đá này trồng chất lên nhau 9 tầng, mỗi một tầng đủ 9 khối, trong đó 8 chồng là phân ra 8 hướng, sau đó tụ lại ở trung tâm là chỗ ta đang đứng. Phía trên đặt 9 khúc ván gỗ hòe trăm năm, trên cùng là đặt 10 khối cực phẩm than thạch xếp thành hình tam giác. Nhớ kỹ, không thể thiếu, không thể nhiều, càng không thể bày phẳng ra, phải chất thành đống, nghe chưa? Dạ vâng, sư phụ. Ba người lên tiếng, dựa theo phân phó của Mao Tiểu Phương chủ động bày trận. Không lâu sau, hỏa tụ chi trận đã được thành hình. Ba người phủi phủi cho bụi, chạy đến bên cạnh Mao Tiểu Phương. Sư phụ, đã xong. Các con lùi lại. Mao Tiểu Phương tay cầm kiếm gỗ đào, tiện tay múa lên mấy cái kiếm hoa.
tay trái bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm: Mộc là khởi nguyên, hỏa là tận diệt, một ao ngàn dặm, một chỉ ngàn hỏa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp. Chú ngữ buông xuống, một cái hỏa cầu to như quả bóng rổ không ngừng xuất hiện, bay ra theo thứ tự nhóm lửa vào tám chồng cực phẩm than thạch ở tám hướng. Chỉ nghe Mao Tiểu Phương nói: Thái Dương Chân Hỏa là một trong tam đại chân hỏa thế gian, chi dường chi cường, hủy thiên diệt địa, bình thường không thể tụ được, chỉ có lấy hỏa làm dẫn, trên hỏa nhóm hỏa phối hợp với tụ hỏa chi trận mới hy vọng được ngưng tụ ra Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa là luyện khí thần hỏa, phàm là người luyện pháp khí tất nhiên phải biết tiếp nhận hỏa trì luyện mới thành hình. Đây cũng là chỗ khó của luyện linh khí, cũng là pháp khí thì uy lực cao hơn. Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ liên tục gật đầu, nín thở ngưng thần xem xét thuật của Mao Tiểu Phương một cách tỉ mỉ. Trong ba người, Sa Trần tu vi cao nhất, khởi vận pháp lực quán chú lên mắt, thình lình nhìn thấy tụ hỏa chi trận đã bắt đầu thành. Ở trên trời, ánh mặt trời đang lan tỏa, tám đạo trùn ánh sáng màu vàng óng chiếu xuống, bao phủ những khối than thạch. Hỏa diễm màu vàng vỏ quýt từ từ nhuộm thành một tầng kim sắc, nhiệt độ bắt đầu kinh khủng càn quét. Tục ngữ có nói Phật độ mạ vàng, hỏa thiêu thành kim, chính là loài vương ở trong loài hỏa, là Thái Dương Chân Hỏa. Hỏa diễm phổ thông lấy cực phẩm than thạch là nhiên liệu, Thái Dương Chân Hỏa lấy hỏa diễm phổ thông là nhiên liệu, trên lửa nhóm lửa, nhiệt độ kinh khủng tăng cao tràn ngập trong thiên địa. Gió nhẹ thổi qua, nhiễm lên ngọn lửa màu vàng hơi bị xô lệch, suy suy vài tiếng, cỏ úa trên mặt đất trong nháy mắt khô héo, bốc khói đen, dấy lên trông như là ngọn lửa khủng khiếp. Dập lửa! Mao Tiểu Phương quát. Vâng, sư phụ. Ba người xách xẻng tiến đến, cách than lửa hơn một trượng, liền có sóng nhiệt đập vào mặt, sau đó đã ngửi thấy mùi cháy khen khét. Rõ ràng là tóc của mình đã bị nhiệt độ cao đốt đến khô vàng, trong lòng liền hoảng sợ. Sa Trần nheo mắt cả kinh. Thái Dương Chân Hỏa thật là lợi hại, cách xa như vậy, nhiệt độ có thể đả thương người, nếu như đốt lên người thì đau đến đâu. Thái Dương Chân Hỏa lợi hại như vậy, sư phụ không biết có khống chế được không nhỉ? Sa Trần thần sắc lộ ra lo lắng, tay chân lại không chậm, lập tức xúc bùn đất, dập hỏa diễm, sau đó lui ra xa. Khi bên trong lửa than kim sắc đã được một nửa, tám chồng lửa than bỗng nhiên tăng vọt, sóng nhiệt trùng thiên, không gian vặn vẹo. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị, chân đạp càn khôn bát bộ, cấp tốc lui lại ba trượng, nhìn chằm chằm đống than đá cực phẩm ở khu vực trung ương. Ở bên ngoài, tám chồng lửa than chỉ là kíp nổ, chân chính ngưng tụ ra Thái Dương Chân Hỏa chính là đống than ở giữa. Sư phụ, tiếp lấy! Úc Đạt Sơ hô lên một tiếng, chỉ thấy đống than thạch ở giữa dấy lên một tia hỏa diễm, ngọn lửa này hiện lên kim sắc như là một cái trụ ánh sáng đổ bê tông mà thành, lộ ra một cảm giác ngưng tụ. Thái Dương Chân Hỏa! Sắc mặt của Mao Tiểu Phương khẽ buông lỏng một chút, phân phó với Sa Trần. A Trần, Mộc Linh Ti! Sa Trần không chút do dự vung tay, hộp chứa Mộc Linh Ti bay về phía Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương một chưởng đánh lên trên cái hộp vỡ nát. Hai đoàn Mộc Linh Ti ánh sáng xanh biếc giạt rào, bị thần hồn chi lực nâng lơ lửng trong không trung. Mao Tiểu Phương chỉ về phía Thái Dương Chân Hỏa, thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật. Nhất chỉ ngự hỏa thuật đại thành, có thể khống chế được vạn hỏa. Song Thái Dương Chân Hỏa là vạn hỏa vương, Mao Tiểu Phương lấy đạo thuật khống chế có vẻ hơi quá sức, pháp lực trong cơ thể tiêu hao ba thành mới dẫn đến được một đám chân hỏa to bằng ngón tay. Thái Dương Chân Hỏa tiếp xúc, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán, Mao Tiểu Phương cảm thấy làn da nhói nhói, quần áo nóng hổi tựa như muốn bốc cháy, lập tức nghiêm nghị vội vàng thi triển ra đạo thuật hộ thể. Mao Tiểu Phương biết Thái Dương Chân Hỏa lợi hại, không dám kéo dài, đưa đến hai đoạn Mộc Linh Ti bay lên trên Thái Dương Chân Hỏa. Mộc Linh Ti cứng như sắt, gặp lửa thì tan, chớp mắt tan thành một đoàn lục dịch. Mao Tử Phương liên tục bấm pháp quyết, hướng phía lục dịch đánh ra đạo đạo kim quang. Dựa theo
bên trong ghi chép ngự phong phi hành thuật để chế tạo thành pháp khí thảm bay. Thần sắc của lão nghiêm túc, ung dung không vội, làm cho lòng người ở một bên quan sát thấy giật mình. Quá trình luyện chế đâu vào đấy, lục dịch ở trong pháp quyết của Mao Tiểu Phương nhanh chóng biến đổi hình dạng, nở ra, hình thành một khối khăn lụa màu xanh lá to bằng bàn tay. Cái khăn lụa này mỏng như là cánh ve, hơi mờ mờ, bắt đầu lơ lửng ở bên trên hỏa diễn, không ngừng xoay tròn, tiếp nhận chân hỏa thiêu đốt để rèn luyện căn cơ của pháp khí. Tấm thảm bay đang từ từ thành hình. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, là phải hạ vào đó cấm chế, chính là ngự phong cấm chế. Lúc này luyện khí mới thành công. Hơ, Sa sư đệ, ngươi nhìn xem, sư phụ. Lúc này Mã Tiểu Hải bỗng nhiên kêu lên, chỉ về phía Mao Tiểu Phương. Sa Trần vội vàng nhìn lại, lập tức tâm lạnh đi một nửa. Là xảy ra sự tình ngoài ý muốn. Hết chương 69. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũng. Và đừng quên, hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.